Xin chào các bạn, mình là Tiffany. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách mình chăm sóc da khi không có nhiều thời gian. Mình nghĩ là có rất nhiều bạn cũng sẽ giống như mình, đó là chúng ta vừa muốn da đẹp này nhưng mà lại không có nhiều thời gian, cũng như là không muốn tốn quá nhiều thời gian vào việc skincare. Cá nhân mình thì đã tự tìm hiểu và áp dụng rất nhiều phương pháp. Sau đó thì mình đúc kết ra được 4 bước dưỡng da đảm bảo nhanh này, đơn giản nhưng mà vẫn hiệu quả để da của chúng ta có độ căng bóng đẹp tự nhiên. Mình hy vọng rằng những bước dưỡng da mình sẽ chia sẻ với các bạn ngay bây giờ thì sẽ hữu ích và giúp chúng ta tiết kiệm thời gian cũng như là lúc nào trông cũng xinh tươi. Các bạn đừng quên ấn like và follow kênh YouTube của mình nhé, để xem thêm những video khác mình đã làm về những chủ đề tương tự về làm đẹp như thế này. Còn bây giờ thì hãy cùng dưỡng da với mình nhé. Và khâu đầu tiên ở trong quy trình dưỡng da của mình chính là làm sạch da. Và ở bước này thì mình sẽ sử dụng hai sản phẩm nhé. Thứ nhất là nước tẩy trang và thứ hai chính là sữa rửa mặt. Hiện nay thì mình đang sử dụng nước tẩy trang Bioderma loại nắp hồng. Mình thấy cái nước tẩy trang này rất là dễ chịu, da mình không cảm thấy rát gì khi mình dùng. Và 2 năm gần đây thì mình không hề đổi nước tẩy trang. Chai này mình mua với giá 550.000 và dung tích là 500ml. Mình thấy dùng rất lâu hết ý. Các bạn nếu như không muốn dùng Bioderma bởi vì chai này hơi đắt thì có thể cân nhắc lựa chọn một cái bản đúp của nó, chính là của hãng Garnier. Cái chai này thì mình đã sử dụng trong suốt thời gian mình đi học bên Mỹ và mình mua với giá là hơn 10 đô một chai. Thì bây giờ mình thấy ở trên Shopee mọi người bán là khoảng tầm hơn 200.000 thì cũng rất là hợp lý, các bạn có thể tham khảo. Sản phẩm tiếp theo ở trong bước làm sạch da của mình chính là dùng sữa rửa mặt. Và cái chai sữa rửa mặt mình đang dùng hiện nay là của hãng Skin Clinic và đây là sữa rửa mặt dạng bọt. Mình đã sử dụng rất nhiều loại sữa rửa mặt rồi nhưng mà mình thấy là trong tất cả các dòng sữa rửa mặt và các loại ấy, từ dạng gel này, dạng sữa này, hay là dạng nước hay là bột, thì sữa rửa mặt dạng bọt ấy là cái loại mà tiện nhất, dùng nhanh nhất và cực kỳ hợp dành cho những bạn lười và không có nhiều thời gian. Cái chai sữa rửa mặt này mình mua với giá là 800.000. Còn nếu như các bạn muốn tham khảo những loại sữa rửa mặt dạng bọt khác thì có thể thử dùng Cetaphil nhé. Cetaphil thì bán rất nhiều hiệu thuốc ngon bổ rẻ, bởi vì ngay cả khi mà da bạn nhạy cảm nhất hay là bạn vừa tiếp nhận những cái gọi là trị liệu chuyên sâu như là laser hay là lăn kim hay là nặn mụn thì bác sĩ đều kê cho bạn dùng Cetaphil. Và một cái chai sữa rửa mặt Cetaphil dạng bọt thì cũng 200-300.000, nó sẽ rẻ hơn rất nhiều so với cái chai Skin Clinic này. Khi rửa mặt ý, thì chúng ta cũng cần phải massage để cho cái sữa rửa mặt của chúng ta làm sạch toàn bộ lỗ chân lông trên khuôn mặt, chứ không phải cứ cho sữa rửa mặt là được đâu. Nhưng mà tuy nhiên là mình thấy rất nhiều bạn, các bạn rửa mặt như này nhá, cho sữa rửa mặt ra tay xong bắt đầu xoa như này, kiểu xoa vừa nhanh vừa mạnh ấy. Ôi đừng làm như thế, kiểu làm thế kiểu quá mạnh ấy, da của chúng ta sẽ bị chảy xệ. Khi rửa mặt các bạn cứ dùng những đầu ngón tay là vừa đủ rồi, xoa mạnh sẽ không khiến cho da của chúng ta sạch hơn đâu mà còn làm cho da các bạn thậm chí là bị chảy xệ và kiểu bị trùng ấy. Và bước thứ hai chính là cân bằng độ ẩm cho da. Sau khi rửa mặt xong ấy thì mình sẽ sử dụng sản phẩm nước hoa hồng, bởi vì nước hoa hồng sẽ giúp cho da của chúng ta được cân bằng hơn. Chai nước hoa hồng hiện nay mình đang dùng là dòng làm sáng da của hãng Cure, vừa dưỡng ẩm tốt lại có khả năng là mờ những cái đốm tàn nhang cũng như là vết nám. Thế nên mình đã mua và mình thấy ok, chỉ mỗi tội là hơi đắt thôi. Cái chai như thế này là 800.000. Trước đó thì mình có sử dụng một chai nước hoa hồng khác mà các bạn có thể tham khảo nhé, đó là của hãng Thayer Mỹ. Chai này chiết xuất từ 100% hoa hồng tinh khiết và mình thấy là mùi dễ chịu này, giá lại cực kỳ rẻ nữa, khoảng tầm 300.000. Để bôi nước hoa hồng ý, thì mình có hai cách. Cách thứ nhất là khi nào mà thoải mái rảnh rỗi ý, thì mình sẽ đổ nước hoa hồng ra bông tẩy trang, sau đó là lau nhẹ nhàng mũi này, trán này, từ trong ra ngoài, cằm các thứ và tránh mắt là được. Còn những lúc mà mình vội ý, thì mình sẽ làm như sau: mình xoay một bàn tay ra, đổ nước hoa hồng ra tay, sau đó là mình vỗ lên mặt như này. Mình cảm thấy là nhanh thẩm thấu hơn mà cũng đỡ tốn hơn ấy, nghĩa là nước hoa hồng sẽ hoàn toàn thấm vào khuôn mặt của mình chứ là không bị thấm ở trên bông tẩy trang nữa. Và với bước bôi nước hoa hồng như này thì mình thấy là chỉ cần 30 giây là đủ rồi. Bước tiếp theo chính là dưỡng ẩm và khóa ẩm. Và trong bước này thì mình sử dụng duy nhất một loại kem dưỡng da thôi. Đây là loại mình đang dùng. Cái này là của hãng Charocare của Hàn Quốc. Mình thấy kết cấu kem này thì vừa mỏng, nhẹ và dễ dàng thẩm thấu. Cái lọ này mình mua với giá là 1.850.000. Cá nhân mình thì da là da hỗn hợp nhưng mà thiên dầu, thế nên là mình cũng đã thử rất nhiều những dòng kem dưỡng da trước đây rồi. Và thì mình thấy là để lựa chọn kem dưỡng da phù hợp ý, thì còn tùy vào thời tiết này, là mùa hè hay là mùa đông và da của bạn như thế nào. Thế nên là nếu như các bạn cũng lăn tăn không biết là phải lựa chọn kem dưỡng da thế nào mới phù hợp cho những người không có nhiều thời gian mà vẫn muốn da của chúng ta kiểu đẹp ý, thì các bạn có thể comment ở phía dưới phần bình luận cho mình biết về độ tuổi các bạn này, vùng miền nơi các bạn đang sinh sống, mức giá sản phẩm dưỡng da các bạn muốn mua là bao nhiêu tiền, da của bạn có cái gì đấy cần phải lưu ý không. Thì nếu như mình biết, mình cũng sẽ recommend cho các bạn một số loại kem dưỡng da phù hợp nhé. Và
bước cuối cùng chính là bôi kem chống nắng. Bởi vì các bạn ở trong nhà hay là đi ra ngoài đường thì đều có tia UV cả. Ở ngoài chính là ánh sáng mặt trời, còn ở trong nhà chính là màn hình điện thoại này, màn hình máy tính này, hay là ánh đèn điện ở trong nhà của chúng ta thì đều có tia UV cả. Và bôi kem chống nắng rất nhanh thôi. Cũng có rất nhiều loại kem chống nắng cho các bạn lựa chọn. Thì mình đã từng làm một video rất cụ thể chi tiết về cách chọn kem chống nắng này, cách bôi kem chống nắng như thế nào ở trong video trước đây rồi. Nếu như các bạn quan tâm thì mình sẽ để link ở đây để các bạn xem thêm nhé. Và ở trong video đấy thì mình đã nêu là có hai thứ rất quan trọng khi các bạn bôi kem chống nắng. Một là lượng kem chống nắng ra sao, và thứ hai chính là chúng ta lựa chọn kem chống nắng với chỉ số SPF như thế nào. Lượng kem chống nắng thì hãy lấy một lượng bằng một thìa cà phê thì mới đủ. Nhưng mà thìa thì không phải lúc nào cũng có, thế nên là hãy lấy bằng một cách là bóp từ cái phần đầu cổ tay của các bạn nhá, ra đến cái phần ngón tay trỏ thế này, kéo dài một đường, một lượng như thế này là đủ. Và các bạn sẽ bôi đều lên trên khuôn mặt, vỗ vào những cái đầu ngón tay đến khi nào thẩm thấu rồi xong. Còn điều lưu ý thứ hai cũng rất quan trọng, chính là chỉ số SPF như thế nào. SPF thì đơn giản là cái chỉ số chống nắng thôi, thế nên là các bạn cứ lựa chọn những cái dòng kem chống nắng nào mà có chỉ số SPF sấp xỉ 50 ấy, thì sẽ không cần phải lăn tăn gì nữa, cứ bôi là ok rồi. Bốn bước dưỡng da mình vừa kể với các bạn ban nãy thì diễn giải lâu như vậy thôi, nhưng mà khi bôi thì nhanh lắm luôn ấy. Bình thường khi mà mình đi du lịch ấy, nhất là vào mùa hè, mình không thể mang quá nhiều những cái sản phẩm skin care được, thì mình sẽ chỉ ra bốn bước đơn giản như mình vừa nêu thôi. Hy vọng là những thông tin mình vừa chia sẻ với các bạn thì sẽ hữu ích, và các bạn hãy làm thử sau đó chia sẻ cảm nhận cho mình biết nhé. Nếu như các bạn cũng quan tâm đến những chủ đề tương tự như thế này, hay là các bạn có mong muốn mình làm hay chia sẻ về điều gì đó thì hãy nói cho mình biết. Cảm ơn mọi người, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo. Tạm biệt nhé, bye bye.